Khi tai họa ập đến, ai có thể thoát khỏi kiếp này? Trước sự giận dữ của thiên nhiên, con người thật quá nhỏ bé. Tuy nhiên, tại sao vẫn có người bình yên vượt qua được đại nạn? Trong kiếp nạn, người lương thiện sẽ luôn được thần bảo hộ. Dù trời có sập xuống, người lương thiện vẫn sẽ có được an bài tốt nhất. Mặt đất nứt vỡ vẫn bình yên thoát khỏi đại nạn. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ ba, năm 1914, một trận động đất lớn xảy ra ở 4 quận của tỉnh Đại Lý. Trong số đó, trận động đất ở thành phố Đại Lý là thảm khốc nhất. Các ngôi nhà và tường thành đều sụp đổ. Mặt đất rung chuyển tạo thành những hố lớn rất sâu. Lửa từ đó phun trào và bốc cháy dữ dội. Người dân hoảng sợ dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Có người bị rơi xuống khe đất nứt, bị nuốt chửng như rơi vào miệng một con quái vật. Rất nhiều người không kịp chạy thoát. Có người bị mất nửa eo, có người chỉ còn thấy đầu trồi lên mặt đất. Khắp nơi giống như địa ngục lửa, thương vong vô số. Hàng nghìn người dân trong thành phố chết thảm. Vào thời điểm đó, có hai cửa hàng bán lá vàng. Một là Vạn Xương của gia đình họ Triệu và một là Trạm Nhiên của gia đình họ Dương. Khi động đất xảy ra, lửa bùng cháy đến trước cửa hai nhà họ, rồi đột nhiên tự tắt ngấm. Hai nhà tổng cộng có 10 người, tất cả đều bình yên vô sự. Trong vùng, hai nhà Triệu Dương đều nổi tiếng là ăn ở đức độ, hành thiện tích đức, tin tưởng Phật Pháp, không ngừng tu tâm dưỡng tính, lại chẳng bao giờ làm hại người khác. Câu chuyện tưởng kỳ lạ kia hóa ra lại không hề vô lý. Tai nạn, thiên tai sẽ không tìm đến cửa của nhà thiện lương, biết coi trọng tích đức. May mắn thoát nạn vì thấy điềm báo. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 12, năm 1923, một người tên Trần Tiểu Phủ dẫn theo 13 người thân thích chuẩn bị đến chùa Quan Âm Sơn ở Côn Minh bái Phật. Khi mọi người đến bến Đại Quan Lâu để đi thuyền, cháu trai 6 tuổi của Trần Tiểu Phủ đột nhiên khóc lớn, nhất định không chịu lên thuyền. Bộ dạng của cậu bé giống như vừa mới gặp một chuyện kinh hoàng. Vợ Trần Tiểu Phủ ôm cháu trai định bế lên thuyền, nhưng cậu bé sống chết chống cự, khóc lóc dữ dội. Trần Tiểu Phủ nhìn thấy cháu trai khóc lóc mà đau lòng, cả nhà đành phải ở lại trên bờ. Chẳng ngờ chiếc thuyền kia mới xuất bến đi chưa được nửa dặm thì bất ngờ lật úp. Từ xa nhìn thấy người trên thuyền bị chìm hết xuống nước, đáy thuyền úp hẳn lên, không một ai thoát nạn. Cả nhà Trần Tiểu Phủ vô cùng kinh hãi sau khi chứng kiến chuyện ấy. Khi về đến nhà, Trần Tiểu Phủ hỏi cháu trai, tại sao cháu không chịu lên thuyền? Cậu bé trả lời, cháu nhìn thấy trước thuyền có một người khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, trong tay cầm một cái nĩa thép, tướng mạo nhìn rất hung ác, vì thế sợ hãi không dám lên thuyền. Vậy là cả nhà Trần Tiểu Phủ đã thoát khỏi thảm họa. Trước nay, gia đình họ Trần đều hết lòng tin vào Phật Pháp, hàng ngày đều làm theo lời Phật dạy, giữ gìn đạo hạnh. Nhờ vậy, gia đình Trần Tiểu Phủ mới có thể thoát khỏi đại nạn. Hành thiện vô tư được điểm báo trước đại nạn. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 27, năm 1938. Một ngày nọ,
hàng chục máy bay Nhật Bản bất ngờ xâm phạm vùng trời Quảng Châu và bắn phá dội bom dữ dội. Các tòa nhà trong thành phố gần như bị phá hủy thành đống đổ nát, vô số người bị thương. Sau khi cuộc oanh tạc kết thúc, một câu chuyện kỳ lạ được kể lại. Có hai người tên là A Lý và A Hứa, vốn là đồng nghiệp của nhau. Sau khi A Lý qua đời, A Hứa đứng ra làm tang lễ, đồng thời chu cấp chăm sóc vợ hóa con thơ của bạn, giống như chăm sóc cho chính gia đình mình như thế suốt 10 năm. Một ngày nọ, khi A Hứa đang đi trên đường thì bất ngờ gặp A Lý. Anh giật mình kinh hãi, dụi mắt mấy lần, trong bụng thầm nghĩ: không thể nào, bạn mình đã qua đời từ lâu, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? A Lý mỉm cười và mời A Hứa đi uống rượu. A Hứa nửa tin nửa ngờ đi theo. A Lý dường như nhận ra được sự lo lắng của bạn mình, liền nói: đừng sợ, nhờ có ân đức của bạn mà vợ con tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Cảm tạ ân đức của bạn, hôm nay tôi đến báo cho bạn một tin. Không lâu nữa sẽ xuất hiện một đại họa lớn, nơi bạn ở cũng sẽ phải chịu thảm cảnh. Tôi đang phụng mệnh Diêm Vương làm bản danh sách những người thiệt mạng. May mắn là cả bạn và gia đình bạn đều không có tên trong đó. Vì thế tôi đến đây nói với bạn rằng, hãy mau chóng rời khỏi nơi đó để bảo tồn được bình an. Nói xong, A Lý còn tặng bạn mình một khoản tiền coi như thay cho lời cảm ơn. A Lý dặn dò hết lần này đến lần khác rồi mới quay người rời đi, tốc độ nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất. A Hứa dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn về nhà thu xếp công việc, gói ghém hành lý, dẫn theo gia đình rời đi nơi khác. Quả nhiên, không lâu sau, quân Nhật tiến hành không kích, ném bom rất ác liệt thành phố Quảng Châu. Căn nhà cũ của A Hứa bị phá hủy, chỉ còn đống gạch vụn. Gia đình A Hứa đắc được phúc báo là do làm hành thiện một cách vô tư. Tấm lòng ấy người bình thường hiếm ai làm được. Cũng chính vì vậy mà khi nạn đến, gia đình A Hứa mới bình yên vượt qua. Có câu rằng, người đang làm, trời đang nhìn. Nhất cử nhất niệm của thế nhân đều không thoát khỏi ánh mắt của thần. Chỉ có thuận theo nhân quả, thiên lý mới được thượng thiên bảo hộ và che chở. Cho dù là người ở trong tình huống nguy nan cũng đều được biến nguy thành an.